8 năm qua, bà Nguyễn Thị Mai không nhớ đã viết bao nhiêu lá đơn, gõ cửa bao nhiêu cơ quan để kêu oan cho chồng là tử tù Hàn Đức Long. Ông Long bị kết án tử hình vì tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, ngày 26 tháng 6 năm 2005, người dân phát hiện xác cháu Nguyễn Thị Yến, 5 tuổi, tại mương dẫn nước ngoài cánh đồng với nhiều vết thương tại vùng kín. Sau 4 tháng điều tra không có kết quả, vụ án tưởng chừng chìm vào quên lãng, thì bất ngờ cơ quan điều tra Bắc Giang tuyên bố Hàn Đức Long là thủ phạm do ông này viết đơn tự thú nhận tội sau 10 ngày bị gọi lên để hỏi cung về một vụ việc khác. Tuy nhiên, sống với nhau hơn 20 năm, bà Mai tin chồng mình không bao giờ có hành vi dã man như vậy. Niềm tin của người phụ nữ này càng tăng lên khi qua 5 phiên tòa, chồng bà đều liên tục kêu oan. Có lần đến thăm gầy độc da bọc xương thôi, bảo em ơi thế này, em không kêu cho anh thì để anh chết ở trong này, chết oan ở trong này à. Đến đã kêu được đến tòa án nhân dân tối cao, người ta ngồi giám đốc thẩm, người ta đã hủy án rồi, thì đã hy vọng là người ta giải quyết cho thì chồng được minh oan, vợ chồng được đoàn tụ. Nhưng mà rồi sau mấy năm điều tra, không điều tra được gì, lại cuối cùng lại và đến năm 2011 vẫn cứ ôm cái bản án đấy tiên. Không chỉ bà Mai tin chồng bị oan, mà rất nhiều chuyên gia về pháp lý cũng có niềm tin vững chắc rằng Long không phạm tội. Luật sư Nguyễn An, người đã nhiều năm làm thẩm phán tòa án tỉnh Bắc Giang cho rằng nhiều tình tiết, thời gian, hành vi nêu trong bản tự thú của Long là không đúng với thực tế thực nghiệm điều tra tại hiện trường. Theo kết luận điều tra, trong thời gian chờ chị Nguyễn Thị Yên và chị Đặng Thị Sổ sát gạo trước, Long ra nhà cháu Yến ở gần đấy, bế nạn nhân chạy lòng vòng ra đồng, đổi hướng liên tục, sau đó đặt cháu xuống bờ mương để hiếp dâm. Thực hiện hành vi xong, Long lại bế cháu Yến đi thêm vài trăm mét, vứt xuống mương nước rồi quay lại nơi sát gạo. Luật sư Am cho rằng tổng thời gian gây án là 23 phút là vô lý. Hôm nay tôi nhìn lại cái đoạn đường mà từ máy sát chỗ tôi đứng đây mà đi theo cái đường mà lời khai của bị cáo tự thú mà khai ra diễn cái hiện trường mà đi quanh quẩn, là tôi nghĩ rằng hơn 1.700 mét, nghĩ rằng cái quỹ thời gian như thế đối với Hàn Đức Long thực hiện cái hành vi phạm tội thì không thể xảy ra được. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Long bắt đầu gây án từ lúc 18:30 khi trời đã nhá nhem tối. Tuy nhiên, những nhân chứng sát gạo với Long lại khẳng định điều ngược lại. Tôi sát xong cho đến chị Sổ, cho đến ông Long, cho đến hai người nữa, nếu như máy chạy liên tục vẫn chưa tội, dám khẳng định là như thế. Trời tháng 5, 20 tháng 5 về vẫn còn sớm lắm, nhìn từ đây ra tận đường nhựa kìa, vẫn nhìn quanh cứ rõ người một. Điều lạ là dù không tìm ra bằng chứng hay nhân chứng cụ thể nào để buộc tội, song cả 5 phiên tòa đều tuyên Long án tử hình với căn cứ duy nhất chỉ là lời khai nhận tội ban đầu của Long khi bị tạm giam. Các cái bản giám định ấy thì mẫu lông, tóc, máu, kể cả tinh trùng không có của Hàn Đức Long. Mà sau đây là một cái tội giết người, hiếp dâm mà trách nhiệm chứng minh thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng không có một cái dấu vết gì của Long. Không ai thấy Long xuất hiện ở nơi tức là cháu Yến tức là bị mất tích, và cũng không ai thấy rằng Long xuất hiện ở nơi hiện trường. Như vậy là có thể nói về tài liệu chứng cứ thì ngoài lời khai duy nhất của Long ra thì không có một cái tài liệu chứng cứ nào để chứng minh Hàn Đức Long phạm tội. Không những thế, rất nhiều chứng cứ ngoại phạm của ông Long đã không được đưa vào hồ sơ, cũng không được xem xét đến khi ra tòa. Long còn trình bày tại phiên tòa là trong cái thời gian đó Long ngồi ở xe bò, tức là vẫn ngồi chỗ sát gạo chỗ nhà anh Nam. Long còn quan sát những người đến mua hàng trong cái thời, vì vợ của anh Nam này lại bán hàng, tức là bán những cái mì tôm rồi bán các thứ, thì chị Long còn khai, tức là những ai đến mua hàng Long còn trình bày tại phiên tòa. Mà nếu như đúng mà Long phát hiện những đối tượng đó về mua hàng thì rõ ràng là Long có mặt ở tại coi như tức là ở điểm sát gạo. Nhưng cơ quan điều tra không hề đã động một tí nào đến cái lời khai này của Long cả.
Điều khiến các luật sư và dư luận nghi ngờ hơn nữa là vụ án Phan Đức Long có rất nhiều điểm tương đồng với vụ án của Nguyễn Thanh Trấn. Đơn cử như việc 3 trong 6 điều tra viên của ông Trấn trước đó 2 năm cũng chính là những người tham gia điều tra vụ án ông Long. Hay như việc một số nội dung trong lời khai và thư sám hối gửi cho gia đình của hai ông có những điểm giống nhau đến đáng ngờ. Nó giống nhau ở cái chỗ là cái kịch bản rằng là cho viết thư về cho gia đình. Đấy là cái thứ nhất. Đấy cái thứ nhất. Và động viên gia đình để đi ra xin lỗi nhà người bị hại. Và đây đều là cái vụ án là giết người rồi hiếp dâm mà lại xảy ra trên một cái địa bàn lại cũng rất là gần nhau, thuộc thẩm quyền của tỉnh Bắc Giang, hai huyện cách nhau có hơn 10 cây số. Nét tương đồng với nhau tức là ngoài lời khai đó ra thì chả có một chứng cứ nào cả. Người ta chỉ dựa vào cái biên bản tức là thực nghiệm điều tra và biên bản dựng lại hiện trường. Thế thì cái biên bản thực nghiệm điều tra và dựng lại hiện trường của ông Trấn thì đến bây giờ thời điểm này là khẳng định là như vậy là hoàn toàn không đúng rồi. Ngày hôm qua, trong phiên chất vấn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tại Quốc hội, có lẽ không ai theo dõi chăm chú hơn người thân của những người đã và đang chịu án oan như ông Trấn, ông Long. Tuy nhiên, khác với ông Trấn, ông Long không có bố là liệt sĩ để được xem xét giảm án xuống chung thân. Án tử đã tuyên nên ông không thể đợi. Nếu những lá đơn kêu cứu tuyệt vọng của bà Mai tiếp tục bị lờ đi, sự sống của ông có lẽ chỉ còn tính bằng ngày.